Hoa hậu Hương Giang diện áo dài đỏ rạng rỡ về nước sau khi đăng quang. Trong ngày trở về huy hoàng, Hoa hậu Hương Giang hào hứng vẫy chào, bắt tay và chụp ảnh cùng các fan có mặt tại sân bay. Sau chuyến bay bị delay hơn 1 giờ đồng hồ và gần hơn 2 giờ bay, đương kim Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang chính thức có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ người hâm mộ tại quê nhà. Sau khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất để lấy hành lý, Hương Giang đã thay trang phục áo dài truyền thống màu đỏ và đội vương miện. Fan không ngừng hò hét tên của tân hoa hậu chuyển giới quốc tế, khiến cả sân bay trở nên náo nhiệt. Đi cùng Hương Giang có các cộng sự thân thiết, trong đó có người quản lý Nguyễn Thanh Phong. Anh cũng chính là người phiên dịch tiếng Anh, tiếng Thái cho Giang trong suốt quá trình của cuộc thi, cũng như khi cô tham gia các hoạt động sau khi đăng quang. Vừa bước ra ngoài, Hương Giang choáng ngợp khi cả rừng phóng viên chen chúc để ghi lại hình ảnh của cô. Có khoảng vài chục cơ quan báo đài đến sân bay đón Hương Giang. Người hâm mộ đợi từ chiều, xếp thành hai hàng để chào đón Hương Giang trở về. Tuy chuyến bay của Hoa hậu bị hoãn một tiếng, nhưng fan vẫn rất vui vẻ và nhiệt tình. Lịch trình hoạt động của Hương Giang tại Thái Lan rất dày đặc. Cô phải xin phép ban tổ chức cho về Việt Nam 2 ngày để cảm ơn báo giới và người hâm mộ. Chủ nhật tới, Hương Giang sẽ trở lại đất nước Chùa Vàng để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của tân Hoa hậu. Chỉ có hơn một ngày ở Việt Nam, nhưng Hương Giang không được nghỉ ngơi. Ngày 17 tháng 3, cô sẽ có cuộc giao lưu với độc giả một số tờ báo lớn. Vào lúc 11 giờ trưa, Hương Giang tham gia phỏng vấn trực tuyến với độc giả. Vì quá đông người, Hương Giang kháng căng thẳng để thoát khỏi vòng vây. Người hâm mộ đi theo Hương Giang ra từng xe. Khi đã yên vị trên xe, Hoa hậu mới mỉm cười và vẫy tay chào mọi người. Sau lần vật vã xin xỏ để mỹ tâm, cuối cùng Việt Hương cũng đã có cái kết. Trưa 16 tháng 3 trên trang cá nhân, Mỹ Tâm đăng một status thông báo cho fan biết mình đã tặng đĩa cho người chị Việt Hương. Album Tâm Chính được phát hành vào đầu tháng 12/2017, nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng fan yêu nhạc. Cơn sốt album không chỉ dừng lại ở những con số, hơn 10.000 album được bán sạch trong thời gian ngắn. Hơn 25.000 khán giả hội tụ trong các đêm diễn, giới thiệu album tại những địa điểm công cộng hot nhất nước. Không chỉ có khán giả mà các sao Việt cũng mong muốn được sở hữu album này và có cả chữ ký của họa mi tóc nâu. Hôm qua 15 tháng 3, danh hài Việt Hương đã livestream bày tỏ mong muốn được Mỹ Tâm tặng đĩa Tâm Chính cho mình. Nữ danh hài chia sẻ rằng, ai là fan Mỹ Tâm làm ơn vào đây để cắt khúc giúp clip này để em có vài lời muốn nói với Mỹ Tâm. Tâm à, chị đi quay phim hay làm việc đều bảo người ta chỉnh sao cho tôi đẹp như Mỹ Tâm. Chị thích tinh Tâm, Tâm mà còn Mỹ nữa chị rất thích. Chị yêu mến em từ rất lâu, nghe nhạc của em từ rất lâu. Vậy mà nỡ lòng nào tặng đĩa cho Trường Giang mà không tặng đĩa cho chị buồn lắm. Nhưng thôi chị âm thầm, vì mình lớn rồi mà xinh thì kỳ quá. Mình mua được nhưng thích là em cho, mình có chữ ký. Trường Giang em của chị nói được em tặng mà chị phải đi mua. Nhục cũng được nhưng thôi xin luôn, Tâm ơi tặng chị đĩa đi em. Bên cạnh việc trách móc, Việt Hương còn đòi hỏi, yêu cầu làm ơn ký giúp là em Mỹ Tâm xinh đẹp, tặng cho chị Việt Hương đẹp lung linh. Trưa 16 tháng 3 trên trang cá nhân, Mỹ Tâm đăng một status thông báo cho fan biết, mình đã đích thân ký tặng đĩa cho cả gia đình Việt Hương. Đĩa chị Việt Hương, dạ em xin phép được đề nghị chị một việc hơi vô duyên, là chị có thể bớt duyên giùm em chút được không chị? Em cảm ơn ạ, em tha thiết xin được gửi tặng chị chiếc đĩa Tâm Chính yêu quý này và mong chị sẽ cứ yêu mến em nhiều như thế nha chị. Em cảm ơn chị và mến chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Em Mỹ Tâm, người đã tặng đĩa cho Trường Giang trước chị và cả bạn Trấn Thành và Harry Won, em cũng đã lỡ tặng trước chị luôn rồi, mong chị không vì thế mà tổn thương. Ký tên lần nữa em Mỹ Tâm, người rất quý mến chị mà không ngờ chị cũng quý mến em như thế. Trước đây, Trường Giang từng quay clip ngắn bày tỏ sự yêu mến đối với giọng ca gốc Đà Nẵng để xin một chiếc đĩa Tâm Chính. Không chỉ Trường Giang mà rất nhiều nghệ sĩ của V-pop cũng hào hứng khoe ảnh được Mỹ Tâm ký tặng album Tâm Chính như Isaac, Đông Nhi và Minh Tú. Tưởng Harry Won giảm cân xong xuất sắc thế nào, đêm nằm cạnh Trấn Thành, sờ phải bộ phận này đảm bảo sợ hết vía.
Harry Won cần xem xét lại cân nặng ngay lập tức, nhiều bộ phận nhìn sập xệ quá rồi. Trước khi cưới Trấn Thành, Harry Won thường xuyên bị phàn nàn về cân nặng cũng như thân hình thừa mỡ của cô nàng. Ấy vậy mà chẳng bao lâu, sau khi làm vợ Trấn Thành, nữ ca sĩ Hàn Quốc đã giảm cân một cách ngoạn mục. Cũng từ đó, cô thường xuyên mặc những bộ váy sexy, khiến mọi người lác mắt vì thân hình đẹp và gợi cảm. Tuy nhiên, ở một số góc ảnh, Harry Won lại lộ thân hình trơ xương bả vai, tay chân gân guốc, khiến người nhìn sởn da gà. Có lẽ cô nàng nên kiểm soát việc giảm cân của mình nếu không muốn một ngày nào đó Trấn Thành bị giật thót tim khi chạm vào cơ thể của vợ. Harry Won từng bị bàn tán nhiều về cơ thể thừa cân của mình. Còn nhớ có lúc mặc áo dài, người đẹp Hàn Quốc lộ ngấn mỡ như bó giò. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã giảm cân thành công và có thân hình mảnh mai. Nhưng khán giả phải giật thót tim khi nhìn thấy xương bả vai của Harry Won nhô lên thế này. Hy vọng cô nàng kiểm soát cân nặng của mình để có một cơ thể hài hòa. Nhiều khoảnh khắc Harry Won lộ xương vai nhô lên như vậy. Thiết nghĩ đêm nằm ngủ mà Trấn Thành sờ phải xương vai của Harry Won chắc sẽ giật thót tim. Nhìn bộ đồ này ở phía trước thì rất bình thường, nhưng ít ai ngờ rằng Harry Won phải túm ở phía sau như thế này. Hay như chiếc áo vest này, nhìn phía trước rất đẹp, tôn dáng, nhưng đằng sau lại bùng nhùng, khiến nhiều người khó hiểu. Hóa ra cô nàng phải dùng dây để cột túm lại. Hay có lúc mặc bộ đồ này ở sự kiện khác, thì Harry Won đã dùng dây làm đai để áo bớt lùng nhùng. Ngoài ra, giảm cân khiến chân tay Harry Won trở nên gân guốc đáng sợ. Vẫn còn trẻ mà tay cô nhìn đã già lắm rồi. Harry Won giảm cân cũng một phần do bận bịu chạy show và công việc bận rộn. Nhiều lúc hai vợ chồng ngủ gật như thế này ở trường quay. Hương Giang nói gì trước thái độ không phục của đại diện Mexico khi cô đăng quang hoa hậu? Giang không cảm thấy có vấn đề gì. Người trở thành hoa hậu mà tất cả các đối thủ đều phục, đó mới là chuyện lạ. Chúng ta đang ở trong một cuộc thi quốc tế, có rất nhiều đất nước ở đây. Mọi người đều yêu quý đất nước của họ, muốn đại diện của họ trở thành người chiến thắng. Sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Hương Giang vẫn đang tiếp tục thực hiện lịch trình còn lại tại Thái Lan. Được biết chiều nay 16 giờ Hương Giang về Việt Nam, cô đã xin ban tổ chức về nước trong 2 ngày cuối tuần này, sau đó sẽ quay lại Thái Lan để tiếp tục công việc. Sáng 15 tháng 3, Hương Giang xuất hiện tại buổi phỏng vấn cho một kênh truyền hình. Hoa hậu Hương Giang lập tức trở thành tâm điểm bởi nhan sắc vô cùng lộng lẫy xinh đẹp. Trong cuộc trò chuyện, Hương Giang cởi mở chia sẻ về chuyện chuyển giới, việc đối thủ không phục kết quả cuộc thi, cũng như những kế hoạch sắp tới của cô sau khi trở thành hoa hậu. Khi Hương Giang đăng quang, hầu hết dư luận đều ủng hộ và chúc mừng chiến thắng của cô. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số thí sinh của cuộc thi vẫn tỏ ra không phục kết quả này, điển hình là đại diện đến từ Mexico. Trước đó, trên trang cá nhân của mình, người đẹp này đã chia sẻ hình ảnh sau đăng quang của Hương Giang cùng dòng chú thích đầy nghi ngờ, cô viết: "Nữ hoàng mới đây sao?" Đi kèm với dòng chú thích này, cô còn đặt biểu tượng mặt khó hiểu và không thể tin được. Hoa hậu chuyển giới Mexico đặt nghi vấn về ngôi vị của Hương Giang. Tại cuộc thi, Hoa hậu Mexico cũng là một trong những đối thủ nặng ký của Hương Giang. Cô chỉ dừng lại ở top 12. Đồng tình với người đẹp Mexico đại diện của Argentina là Sofia cũng không hài lòng với kết quả. Người đẹp này đưa biểu tượng phẫn nộ với thông tin Hương Giang đăng quang. Giang không cảm thấy có vấn đề gì, người trở thành hoa hậu mà tất cả các đối thủ đều phục đó mới là chuyện lạ. Chúng ta đang ở trong một cuộc thi quốc tế, có rất nhiều đất nước ở đây, mọi người đều yêu quý đất nước của họ, muốn đại diện của họ trở thành người chiến thắng. Chúng ta cũng thế thôi, tại rất nhiều cuộc thi, khi đại diện của Việt Nam không chiến thắng, chúng ta cũng đâu có phục. Vì vậy chúng ta không thể đòi hỏi 100% mọi người đều phục được. Quan trọng là chương trình tổ chức ra, những giám khảo đến từ các quốc gia họ đã lựa chọn mình, như vậy có nghĩa là mình xứng đáng, Hương Giang bộc bạch. Khi đề cập đến chuyện mà 7 năm trước Hương Giang tự một mình tìm đến Thái Lan để tìm lại đúng con người của mình, chuyện thay đổi lại cuộc đời cách đây 7 năm là điều tất yếu phải làm. Mình biết bản thân mình là một người phụ nữ, vì vậy mình không thể sống trong hình hài như vậy được. Thời điểm đó, Giang chưa thể nghĩ đến chuyện của cộng đồng, mà nó chỉ đơn giản là hạnh phúc của bản thân. Mình phải vận động, phải thay đổi, trở thành một người hạnh phúc. Kể cả ngày hôm nay, Giang không là hoa hậu, không là người nổi tiếng, phải đi diễn lô tô, hội chợ hàng đêm, bị cả gia đình phản đối thì Giang cũng sẽ không bao giờ hối tiếc. Quan trọng nhất là dám sống với bản thân mình. Khi đã dám làm như thế rồi thì không có gì phải hối tiếc đâu, Hương Giang kể lại. Theo đó, 16 giờ ngày 16 tháng 3 hôm nay,
Hương Giang sẽ có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất và bắt đầu lịch trình dày đặc trên chính quê hương của mình. Ai cũng công nhận Hương Giang đẹp, nhưng nhan sắc hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Việt Nam còn sốc hơn. Bùi Hải Sơn từng đăng quang trước Hương Giang và sở hữu vẻ nóng bỏng, nữ tính ấn tượng. Năm 2015, cuộc thi hoa hậu dành cho người chuyển giới lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam có tên gọi Miss Beauty. Ngôi vị cao nhất xướng tên người đẹp Hisabi, tên thật là Bùi Hải Sơn. Lâm Khánh Chi đỏ sắc cùng hoa hậu người An Giang. Như vậy, Hisabi đăng quang trước cả Hương Giang. Dù trong khuôn khổ cuộc thi nhỏ ít được biết đến, hai bông hồng đặc biệt nhất của nhan sắc Việt đều sở hữu vẻ ngoài nữ tính và ngọt ngào. Mỗi người một vẻ, mười phân vạn mười. Hisabi sinh năm 1991, trong khi đó Hương Giang sinh năm 1992. Nếu không nói, nhiều người sẽ khó tin cả hai đều từng là con trai. Nếu Hương Giang thường được gọi là mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Việt Nam, thì có lẽ vị trí số 2 sẽ chẳng dành cho ai khác ngoài Hisabi. Hình ảnh đời thường rất nhẹ nhàng, duyên dáng của hai hoa hậu. Body khiến nhiều cô gái phải ghen tị ước ao. Hisabi chụp hình bên ông xã của Lâm Khánh Chi. Sở hữu vóc dáng nuột nà, eo ót, nên người đẹp rất tự tin, diện đầm bó sát cuốn hút. Hisabi thường lựa chọn style thanh lịch mỗi khi đi dự sự kiện.